Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin liên quan tới Bitcoin ETF đi. Thì chúng ta đã nhận được cái thông báo là SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ, một lần nữa lại delay trì hoãn thêm một Bitcoin ETF, có nghĩa là Bitcoin ETF của Skybridge Capital của Anthony Saramucci, chúng ta cũng đã nói tới trước đây đó. Thì uh, các bạn thấy được là điều này uh, nhiều người cũng không cảm thấy là quá bất ngờ, tại vì SEC đã trì hoãn rất là nhiều những cái Bitcoin ETF trong lịch sử và gần đây nhất các bạn thấy được là hồi tháng 4 thì SEC đã trì hoãn đề xuất Bitcoin ETF của công ty VanEck. Kế đó đó thì tháng 6 lại trì hoãn cái đề xuất Bitcoin ETF của Wisdom Tree và hiện bây giờ đó trên thị trường có rất là nhiều những cái đề xuất Bitcoin ETF như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. À, chúng ta có những cái Bitcoin ETF mà đang chờ đợi như là Crypto Coin, uh, Bitcoin Community Trust, chúng ta có Vanex, Valkyrie, Nidec, Wisdom Tree chúng ta mới vừa nói tới. Skybridge chúng ta cũng mới vừa nói tới Wise Origin Galaxy Bitcoin của uh, Mike Novara Cho nên các bạn hiểu là không chỉ như Bitcoin chúng ta cũng có luôn uh, những cái đề xuất của Ethereum như là Vanex Ethereum và Wisdom Tree Ethereum ETF Thì các bạn cũng nên hiểu đó là cái cách làm việc của SEC ở Hoa Kỳ đó là họ có thể trì hoãn liên tục Trong thời gian là 8 tháng từ cái ngày mà họ nhận được cái đơn đề xuất thì khi mà họ nhận được cái đơn đó thì trong một khoảng thời gian là 45 ngày họ cần phải đưa ra một cái quyết định một là họ chi hoãn hai là họ chấp nhận ba là họ từ chối và trong lịch sử đó thì lúc nào SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ cũng đưa quyết định là họ sẽ trì hoãn Bitcoin ETF và trì hoãn liên tục của năm 2019 đó trì hoãn liên tục 6 7 cái Bitcoin ETF đó cho đến cuối cùng thì tất cả đều bị từ chối hết một lượt Đợt này như thế nào? Đợt này đó thì những cái công ty mà nạp đơn để có được một cái Bitcoin ETF và những công ty này là những công ty mà có tên tuổi hơn nhiều. Như là các bạn thấy được là chúng ta có những công ty đứng sau lưng như là Galaxy Digital, chúng ta có Skybridge Capital, những công ty phố Wall thậm chí là ngân hàng Morgan Stanley cũng hợp tác. Thường nhớ là hợp tác với lại cái đề xuất của NYDAG, Nidic Bitcoin ETF mà chúng ta đang nhìn thấy trên thị trường. Cho nên bây giờ đó cái áp lực mà có được một cái Bitcoin ETF đã tăng hơn rất là nhiều và nhiều người bây giờ đó thì chỉ trích SEC nói là tại sao mà bây giờ vẫn chưa có một Bitcoin ETF trong khi mà SEC lại cho công ty Coinbase lên sàn chứng khoán. Tại sao mà chúng ta thấy bây giờ chúng ta đã nghe nó thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn. Đó chính là thông tin liên quan đến công ty Circle, công ty đứng sau lưng của đầu ổn định USDC Stablecoin đó. Thì công ty đó trong quý 4 này cũng sẽ lên trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ thì tại sao lại cho những công ty này lên sàn chứng khoán người dân có thể đầu tư vào công ty Coinbase có thể mua cổ phần của những công ty này thì cái sự nguy hiểm không giống nhau mà thôi tại vì các bạn thấy là những cổ phần của những công ty này đó thì rất là tương quan mật thiết đối với giá cả của Bitcoin với lại Ethereum vân vân thị trường tốt thì những cổ phiếu này tốt thị trường không tốt thì những cổ phiếu này cũng không tốt các bạn thấy được là cổ phiếu của Coinbase đã đi xuống liên tục trong một thời gian qua khi mà thị trường không được tốt cho nên nếu như mà nói là không có cho bitcoin etf tại vì muốn bảo vệ những nhà đầu tư thì đâu có khác gì đâu tại bây giờ các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái cổ phiếu liên quan đến crypto thậm chí những công ty mà lưu trữ nhiều crypto như là chúng ta nói tới công ty của michael sailor michael strategy những công ty đó cũng lưu trữ rất là nhiều giá cổ phiếu cũng rất là tương quan mật thiết đối với lại thị trường bitcoin bitcoin xuống thì giá cổ phiếu xuống bitcoin lên thì giá cổ phiếu đi lên thì nếu như mà nói bảo với người dân đó, thì có gì khác biệt đâu Cho nên tôi cảm thấy được là về cái phương diện Bitcoin ETF Đó không phải là cái vấn đề là nếu như mà là khi nào sẽ đến ngày Bitcoin ETF sẽ có mặt Đây là một cái câu chuyện rất bình thường mà thôi Là một cái sự trưởng thành của bất cứ thị trường nào Thị trường nào cũng có quỹ đầu tư ETF hết Chúng ta nói tới thị trường vàng cũng có, thị trường bạc cũng có Thậm chí những hàng hóa đều có ETF riêng của họ Cho nên Bitcoin ETF là một chuyện mà chúng ta cần phải có mà thôi và nếu như các bạn nhìn vào lịch sử của vàng đó khi mà vàng có Bitcoin ETF thì giá cả đã tăng trưởng như thế nào? Tại vì ETF là một cái quỹ đầu tư mà có thể cho người dân mà họ đầu tư về hưu, họ mua cổ phiếu hàng ngày trên thị trường thì những người dân đó có thể tiếp cận được với lại những cái tài sản này một cách dễ dàng hơn và đương nhiên sẽ dẫn đến nhiều nguồn tiền hơn. Chúng ta đã thấy là tuy là Hoa Kỳ không có một Bitcoin ETF nhưng mà chúng ta có những cái quốc gia như là Canada đã có 3, 4 Bitcoin ETF rồi và những Bitcoin ETF đó đó càng ngày lại càng có nhiều tiền đầu tư vào hơn cho nên chúng ta mới thấy cái hiện tượng là cái công ty Purpose đứng sau lưng Bitcoin ETF của Canada đó thì công ty đó liên tục thua Bitcoin và bây giờ họ đang lưu trữ rất nhiều Bitcoin tại vì nhu cầu rất là đông chúng ta bây giờ tiếp tục chờ đợi coi coi là bước kế tiếp của SEC là sẽ như thế nào Các bạn thấy được là những cái đề xuất liên quan tới ETF thì đang dày đặc Chờ đợi SEC để mà giải quyết Chúng ta bây giờ hãy nói tới công ty Circle đi Đây là một công ty đứng sau lưng đồng ổn định USD Coin, USDC Thì đồng ổn định này gần đây đó đã rất là được ưa chuộng Để thuận cho các bạn thấy được là đồng ổn định này hiện bây giờ đang đứng hàng thứ mấy Bây giờ đồng ổn định USDC đó là đồng ổn định có vốn hóa lớn thứ nhì Chỉ đứng sau lưng đồng Tether mà thôi Các bạn thấy là Tether đứng, đứng hàng thứ ba với tổng số vốn hóa là 53 tỷ đồng USDC là đồng ổn định đứng hạng thứ 8 hiện bây giờ là các bạn thấy được là chúng ta thấy tổng số vốn hóa. chờ các bạn, Tether tổng số vốn hóa market cap ấy, lên tới 62 tỷ còn USD coin đó, tổng số vốn hóa là 26 tỷ có nghĩa là Tether hơn gấp đôi USDC hiện tại. Nhưng mà đây là một cái đồng ổn định mà đang thu hút được rất là nhiều những cái số tiền nạp vào trong cái đồng định này và đứng sau lưng là công ty Circle và công ty Circle là công ty mà chúng ta nhận được cái thông tin ngày hôm nay là đã lên tiếng nói là họ sẽ lên trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ thì để thông giải thích xem thì đó bây giờ công ty thanh toán crypto Circle đã xác nhận kế hoạch lên sàn chứng khoán thông qua SPAC vào quý 4 của năm 2021 giá chuẩn đoán trị giá là 4,5 tỷ đô la công ty Circle sẽ là công ty thứ hai đứng sau lưng Coinbase kế tiếp các bạn thấy được chúng ta có tiếng tin đồn là những sàn như là e toro hay là kakken thì cũng sẽ lên trên sàn chứng khoán của hoa kỳ thì các bạn thấy được là thành công thì công ty circle sẽ là công ty thứ hai chuyên về crypto lên trên sàn chứng khoán đây là một điều rất là lớn các bạn cũng đã biết là điều này sẽ làm cho những cái công ty và thị trường crypto đã càng ngày càng đi sâu vào trong thị trường tài chính và càng ngày đó các bạn thấy được là cái chỗ đứng của những cái công ty crypto đã càng vững chắc hơn và đây là một bước tiến tới rất là tốt để bình thường hóa cái thị trường này đương nhiên Bây giờ các bạn thấy là trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ đã có Coinbase, sau này có Circle, sau này có e Toro hay là Kraken thì các bạn sẽ thấy được là sẽ không còn cái sự nghi ngờ là thị trường này là một cái thị trường giả hay là sẽ biến mất càng ngày cái gốc rễ của thị crypto càng sâu hơn thì có thể nhiều bạn hỏi là lên sàn chứng khoán thông qua SPAC là gì tại vì các bạn cũng đang thấy được là trước đây đó khi chúng ta nghe nói tới công ty Coinbase thì công ty Coinbase lên trên sàn chứng khoán đó thông qua một cái cách không phải là IPO IPO đó là bán những cổ phần mới lên trên thị trường nhưng mà Coinbase đó, lên sàn chứng khoán Nasdaq đó, thì Coinbase lên thị trường Nasdaq bằng cách là direct listing Direct listing không phải là họ tạo thêm những cổ phần mới để mà bán trên thị trường Mà họ bán những cổ phần hiện có Có nghĩa là những cái nhà đầu tư cũ sẽ bán cho những nhà đầu tư mới Nhưng mà đợt này đó thì chúng ta thấy là công ty Circle Họ sẽ lên trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ thông qua một cách gọi là SPAC có thể nhiều bạn đã nghe nói nhiều về SPAC thì một cách hiểu đơn giản đó SPAC là một cái công ty nhiều bạn gọi là giống như là công ty ma vậy đó giống như là khi mà các bạn thông qua SPAC có nghĩa là một số những cái công ty lớn họ hợp lại với nhau họ lấy tiền của mình để mà nạp vào một cái quỹ và sau đó họ đăng ký để cái quỹ đó trở thành một cái quỹ mà có thể lên sàn chứng khoán được sau đó cái quỹ này đó nhiệm vụ của cái quỹ này trong đó có tiền thì nhiệm vụ của quỹ này đó là họ sẽ đi tìm kiếm để mà thu mua hay là tìm kiếm để mà kết nối với một công ty mà cần phải lên sàn chứng khoán cái quỹ này họ đã có sẵn giấy tờ để lên sàn chứng khoán rồi và họ cũng có một số tiền trong đó thì nếu như mà các bạn là một công ty đi giống như đợt này là công ty Circle thì họ muốn lên sàn chứng khoán bây giờ nếu như họ bắt đầu đó thì họ cần phải nạp giấy tờ họ cần phải được duyệt rồi à, họ cần phải trả lời những câu hỏi hóc búa đến từ những nhà đầu tư, đến từ chính phủ của Hoa Kỳ trước khi mà họ được duyệt và lên sàn chứng khoán thì rất là lâu. Nếu như mà họ muốn lên sàn chứng khoán lẹ đó giống như là bây giờ họ muốn lên trong quý 4 của năm nay thì một cách đơn giản nhất là họ có thể là thông qua cái quỹ SPAC này. Quỹ SPAC này đó là một cái quỹ mà trong đó có tiền và đã có sẵn giấy tờ thì họ sẽ kết nối với công ty Circle hai công ty này hợp lại với nhau và sau đó, đó là hai công ty này sẽ bán cổ phần ở trên thị trường một cách nhanh chóng tại vì cái quỹ đầu tư này đã có sẵn giấy tờ để họ có thể bán cổ phần trên thị trường đây là cái hiểu đơn giản về cách làm của SPAC thì đây là cách mà công ty Circle sẽ lên sàn chứng khoán và tại sao họ có thể lên một cách nhanh chóng như vậy và đứng sau lưng công ty Circle đó các bạn thấy được là có rất nhiều những nhà đầu tư lớn giống như là các bạn thấy được là gần đây đó công ty Circle đã kêu gọi được thêm là 415 triệu đô la vốn thông qua cái đợt gọi là pay financing và trước đó nữa họ cũng bán những cái trái phiếu nhưng mà có thể chuyển đổi qua thành cổ phiếu được tổng cộng là 1,1 tỷ đô la và bây giờ đó công ty SPAC mà họ gia nhập với nhau đó thì họ sẽ châm vào thêm 276 triệu đô la thì các bạn sẽ được đứng sau lưng là chúng ta có những công ty lớn đầu tư như là công ty Marshall Ways, Fidelity Management and Research Company LLC, Ideas Capital Management và Arc Investment và công ty Third Point có nghĩa là đứng sau lưng công ty Circle và cái đợt mà công ty Circle này lên sân chứng khoán đó là có rất nhiều những nhà đầu tư lớn tham gia vào và đương nhiên đây là một cái thông tin rất là lớn mà chúng ta cần phải quan tâm đến có thể nói là công ty Circle này đương nhiên là không có đáng giá bằng công ty Coinbase Nhưng mà cũng là một trong những công ty sẽ được nhiều người quan tâm đến Tại vì cách hoạt động hoàn toàn khác Coinbase là một sàn giao dịch Công ty Circle là một công ty chuyên dịch thanh toán Và cung cấp đồng ổn định USDC Và thực ra mà nói đồng USDC là một trong đồng mà Thuận tin tưởng nhất trong những đồng ổn định Hiện bây giờ Thuận vẫn đang lưu trữ những đồng USDC Gửi để mà các bạn có thể kiếm được lợi nhuận trên những cái ứng dụng như là BlockFi vân vân Ngoài trừ USD Coin ra vì bạn thường là thường thường hay sử dụng những đồng định nào thường thích sử dụng USD coin và thường thích sử dụng đồng Gemini dollars của sàn Gemini đây là những đồng mà thường thường hay sử dụng nhưng mà đối đấy lắm thì mà cần thiết thường vẫn phải sử dụng những đồng như là đồng tether tại vì trên căn bản đó không có nhiều sàn sử dụng USD coin hiện bây giờ không có thông dụng như là chúng ta nói từ đồng Tether thì đây là thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến công ty Circle lên sàn chứng khoán chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin khác đi chúng ta bây giờ hãy nhảy qua để mà nói về sàn Binance đi. thì có thể là nhiều bạn cũng không cảm thấy bất ngờ khi mà chúng ta nói tới là sàn Binance bây giờ đó là đã bị lock ở nước Trung Quốc thì nhiều người đó khi mà lên trên Binance.com thì đã thấy được là mạng lưới của Trung Quốc đã cấm không cho người dân truy cập vào trang web Binance.com Nhưng mà nếu như mà các bạn sử dụng VPN á, thì các bạn vẫn có thể tham gia vào được Thì đây là cái thông tin mới nhất liên quan tới Binance đến từ Trung Quốc Binance có một thông tin khác nữa mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là hôm nay chúng ta đã nhận thêm thông tin là ngân hàng Santander đã trở thành ngân hàng thứ hai tại nước Anh ngừng cung cấp cho nạp tiền vào sàn Binance Ngày hôm qua chúng ta cũng nghe cái thông tin tương tự về ngân hàng Barclays thì như là tôi đã chia sẻ chi tiết hơn trong cái video ngày hôm qua tôi sẽ không chia sẻ thêm những chi tiết trong video này nhưng mà các bạn cũng nên hiểu một cách đơn giản đó chính là đây là quyết định riêng của hai ngân hàng này thông báo của FCA, có nghĩa là ban quản lý tài chính ở nước Anh ấy, chỉ áp dụng với công ty BML, nghĩa là Binance Market Limited thôi chứ không phải là áp dụng với Binance.com nhưng mà bây giờ thì cả hai ngân hàng Barclays và Santander À, là hai ngân hàng đã thông báo là không hỗ trợ cung cấp dịch vụ gỡ tiền vào sàn binance đương nhiên là rút ra vẫn được và người dân vẫn tiếp tục có thể sử dụng cái thẻ tín dụng hay là ngân hàng trực tiếp thông qua sàn binance đây là cái thông tin thứ nhì liên quan tới binance Tôi muốn chia sẻ với các bạn điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó đây là một thông tin uh, liên quan đến uh, đồng Shiba Inu Nhưng mà thật ra đây là thông tin liên quan đến Shiba Inu Đã có một cái sàn phi tập trung được thành lập gọi là Shiba Swap Thì đây là thông tin tại vì Thông biết là có nhiều bạn cũng rất là con thú với lại Shiba Inu nên muốn mang đến thông tin về các bạn Thì trong thời gian ngắn thôi Dựa theo bài viết này đã trong vòng chỉ 2 ngày thôi Thì khi mà chúng ta kiểm tra ở trên Shiba Swap thì đã có 1,44 tỷ được nạp vào trên mạng lưới hệ sinh thái của Shiba thường thì không có sử dụng Shiba cũng như là không phải là một người mà đầu tư về đồng Shiba Inu nhưng mà nào mà từng sử dụng Shiba Swap dù là chỉ mới ra đời có hai ngày thôi nếu các bạn đã sử dụng rồi thì có thể comment bên dưới xem coi là các bạn sử dụng thì lợi nhuận như thế nào khi mà tham gia vào staking, tham gia vào để mà cung cấp tính thanh thoảng thì như thế nào?